Damihi animas chitera tolle Xin cho tôi các linh hồn, mọi sự khác xin cứ lấy đi Xin chào quý vị khán giả, đặc biệt các bạn trẻ đến với chuyên mục điểm tin trong tuần của kênh truyền thông Selegin Đông Bosco với các tin sau Đức Thánh Cha Francisco lao động là điều cần thiết để chúng ta tiến triển trên đường nên thánh Tuần cầu nguyện cho các kỳ tô hữu hiệp nhất năm 2022 các thông tin về gia đình Sally Riêng Don Bosco khai mạc những ngày lãnh đạo Sally Riêng. Khai mạc triển lãm về thánh Francisco lê. Phong trào giới trẻ Sally Riêng SYM tổ chức kỷ niệm 400 năm ngày mất của thánh Francisco lê. Lịch phụng vụ Sài lê Riêng trong tháng Giêng với nhiều lễ kính các vị thánh trong gia đình Sally Riêng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco lao động là điều cần thiết để chúng ta tiến triển trên đường niên thánh. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2022, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Du Xe khi suy tư về cuộc đời của Thánh Nhân như một người lao động và phẩm giá của lao động. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện nhờ sự chuyển cầu của Thánh Du Xe lao động cho việc bảo vệ các quyền cơ bản của tất cả người lao động để nâng cao nhận thức về giá trị của sức lao động con người và cho một trật tự kinh tế sẽ thúc đẩy phẩm giá và sự thịnh vượng của tất cả các dân tộc. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc rằng, các phúc âm trình bày cho chúng ta thấy Thánh Giuse làm công việc của một thợ mộc, tham gia vào những công việc đòi hỏi sức khỏe thể chất. Chắc hẳn Chúa Giêsu đã học được nhiều điều về phẩm giá lao động từ Thánh Giuse. Theo Đức Thánh Cha, lao động là điều cần thiết cho sự phát triển nhân bản và cho sự tiến triển trong sự thánh thiện của chúng ta. Thật vậy, lao động không chỉ đơn giản là vấn đề lợi ích vật chất hay là lợi nhuận đơn thuần mà là một phương tiện mang lại ý nghĩa, giá trị và hình thái cho cuộc sống của chúng ta và dạy chúng ta biết quảng đại với người khác. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nghĩ đến tất cả những người lao động trên thế giới, những người đang phải vật lộn để kiếm sống hoặc nuôi gia đình và những người thường xuyên gặp phải bất công, bóc lột và nguy cơ thất nghiệp. Ngài mời gọi toàn giáo hội suy nghĩ cách thế để lao động không theo lý luận đơn thuần của lợi lộc, nhưng để nó được thực hiện như quyền lợi và nghĩa vụ căn bản của con người. Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất vào năm 2022 các giáo hội Kitô Trung Đông đang chuẩn bị tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 năm 2022 với chủ đề được trích từ tin mừng Thánh Matthew. Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông nên chúng tôi đến bái lại người. Theo các giáo hội Kitô, đứng trước cuộc khủng hoảng sức khỏe quốc tế hiện nay, trong một khu vực của thế giới nơi nhân quyền bị chà đạp một cách có hệ thống bởi các lợi ích kinh tế và chính trị bất công, đồng thời phải gánh chịu hậu quả về người và vật chất của vụ nổ khủng khiếp tàn phá Beirut vào ngày 4 tháng 8 năm 2020. Các kỳ tô hữu Trung Đông đã thấy nơi vì sao, một hình ảnh ơn gọi kỳ tô của chính mình. Ngôi sao là dấu hiệu đã hướng dẫn các vị đạo sĩ từ những nơi xa xôi và từ các nền văn hóa khác nhau đến với hài nhi giê -xu và đại diện cho một hình ảnh về các Kỳ Kitô hữu hiệp nhất trong sự hiệp thông với nhau khi họ đến gần Chúa Kitô do đó các vị chủ chăn muốn chủ đề của tuần cầu nguyện là một lời mời gọi các Kitô hữu trở thành một biểu tượng giống như ngôi sao, dẫn mọi dân tộc đến với Chúa Kitô là phương tiện để Thiên Chúa hướng dẫn mọi người đến sự hiệp nhất. Theo Hội đồng các Giáo hội Trung Đông, mỗi người phải căn tân đời sống của chính mình, đời sống của các Giáo hội và của xã hội phải được đổi mới và cần phải đi theo con đường của Chúa Kitô, đặt mình phục vụ tin mừng bảo vệ nhân phẩm, đặc biệt là những người nghèo, những người yếu đuối và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Hơn thế nữa, các giáo hội phải minh bạch và có trách nhiệm trong việc liên hệ với thế giới, cộng tác để an ủi những người đau khổ, chào đón những người phải di rời, những người bị đè nặng bởi gánh nặng cuộc sống và xây dựng một xã hội công bằng và lương thiện. Sau cùng, các giáo hội mời gọi mọi người cùng nhau làm việc để những người trẻ có thể xây dựng một tương lai phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, một tương lai trong đó tất cả mọi người có thể trải nghiệm được hòa bình, công lý và tình yêu. Các thông tin về gia đình Salesian Don Bosco, Italy khai mạc những ngày linh đạo Salesian ngày 13 tháng 1 năm 2022, những ngày linh đạo lê riêng đã được khai mạc tại Vandoco, Turin. Qua các trang mạng, khoảng 10.000 người sẽ theo dõi 4 ngày lắng nghe cầu nguyện đối thoại diễn ra trong nhà mẹ. Sự kiện này có sự hiện diện của 150 đại diện của 32 nhóm tạo nên một gia đình thực sự lớn. Chính cha Egidio Vigano, đứng kế vị thứ bảy của Don Bosco, người đã thiết lập ngày linh đạo xe lê riêng từ đó sự kiện này đã trở thành một cuộc hẹn mà mọi người tham gia với lòng nhiệt thành đó là thời khắc hình thành gắn liền với hoa thiêng của cha bề trên cả là kim chỉ nam hướng dẫn cho năm mới tập hợp nhiều trải nghiệm trên một lộ trình chung năm 2022 này được dành cho thánh Francisco Salê nhân kỷ niệm 400 năm ngày qua đời đây không chỉ là một sự tri ân đối với người đã ban tặng tinh thần quý giá cho đặc sủng của Don Bosco, mà còn là một sự trở lại nguồn cội của linh đạo mà ngày nay vẫn đang trổ sinh nhiều hoa trái. Cha Ivo Quenlo, cố vấn đảo luyện đã mở đầu cuộc gặp mặt bằng cách mô tả mối liên hệ giữa sự khám phá lại cha Paulo Albera. Năm 2021 là kỷ niệm 100 năm ngày mất của ngài và của Thánh Francisco Salih ở đây chúng ta tìm thấy mối liên hệ trực tiếp với thánh Francisco Sale, một người của sự rộng mở và có khả năng tiếp cận mọi người. Chính sự tốt lành đã phân biệt chúng ta. Cha bề trên cả bắt đầu suy tư của mình về hình ảnh vị thánh mà Don Bosco đã đề xuất cho các trẻ của ngài như là người bảo trợ cho cuộc hành trình mà các em bắt đầu. Chỉ trong tự do, chúng ta mới có thể đến gần thiên Chúa sau khi xem đoạn video tóm tắt các chủ đề hoa thiêng cha Khen fernandez artime nhấn mạnh về sự cần thiết phải suy ngẫm về sự thật này thiên chúa lôi kéo các tạo vật của ngài đến với ngài mà không lấy đi tự do mà ngài đã ban cho chúng bởi vì tình yêu làm được điều này người xa lê riêng thể hiện lòng nhiệt thành đối với thiên chúa với sự quan tâm và tôn trọng trọn vẹn đối với những người mà họ gặp gỡ với tiền đề này, người ta có thể giải thích châm ngôn của Thánh Francisco Xale tiêu đề của Hoa Thiêng 2022, làm tất cả vì tình yêu, không gì vì ép buộc. Lời kêu gọi hiến mình cho người khác trong việc phục vụ giáo dục và thăng tiến con người được nuôi dưỡng bởi gương của các vị tiền bối và bởi sức mạnh của Thánh Thần. Nó giả định một chuyển động của một ý chí tích cực mà không phải là một sự áp đặt. Cha Bề Trên Cả nói thêm, sự tự do này không có nghĩa là tôi làm những gì tôi muốn mà là sự khám phá ra một trách nhiệm vui vẻ. Tiếp theo chương trình là thánh lễ và những phần khác giúp các thành viên biết nhau rõ hơn và hướng tới những ngày tiếp theo với tinh thần lắng nghe. Italy khai mạc triển lãm về thánh Francisco Sale 400 năm. Nhân kỷ niệm 400 năm ngày thánh Francisco Sale qua đời, bảo tàng Casa Don Bosco giới thiệu cuộc triển lãm Francisco Sale 400 Cuộc triển lãm này minh họa về cuộc sống, đức tin và đời sống thiêng liêng của vị giám mục giáo phận Geneva, Thụy Sĩ. Triển lãm được khai mạc vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 1, lúc 10 giờ 30 giờ Ý, tại nhà hát lớn của Van Sự kiện sẽ do cha bề trên cả Agen Fernandez Atime, chủ sự cùng sự hiện diện của cha Leonardo Mancini, giám tỉnh Salesian của vùng Piedmont, Arsta Valley và Lithuania. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp bằng năm thứ tiếng trên trang Facebook của ANS và bảo tàng. Các hướng dẫn của cuộc triển lãm sẽ nhằm mục đích hướng khách tham quan hiểu biết về vị thánh, về tác phẩm của trong cuộc đời của ngài và đào sâu hơn nữa về bầu khí riêng của thế kỷ thứ 17. Triển lãm Francisco de 400 sẽ mở cửa cho công chúng tham quan đến ngày 15 tháng 1 năm 2023. Phong trào giới trẻ Salesian SYM tổ chức kỷ niệm 400 năm ngày mất của Thánh Francisco Sale. Trong cuộc họp của Hội đồng lãnh đạo phong trào giới trẻ riêng vào tháng 12 năm ngoái, sau khi chấp thuận các hướng dẫn của Hội đồng Thế giới, Hội đồng lãnh đạo phong trào giới trẻ riêng đã đề xuất kỷ niệm 400 năm ngày mất của Thánh Francisco lê. Các thành viên của Hội đồng khu vực châu Phi Madagascar đã được giao phó điều phối sự kiện này. Sự kiện sẽ có sự tham dự của tất cả các nhóm phong trào giới trẻ xe riêng SYM của các tỉnh dòng xe riêng như một dấu hiệu của sự tôn kính, lòng biết ơn, tình yêu và lòng mộ mến đến vị thánh vĩ đại này. Nhóm tổ chức đã đề xuất như sau. Một khoảng thời gian cầu nguyện chung do nhóm chuẩn bị sẽ được gửi bằng các ngôn ngữ khác nhau đến tất cả các thành viên của SYM. Các nhóm SYM từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ vào ngày lễ Thánh Francisco Sale vào ngày 24 tháng 1 hoặc một ngày trước đó để cầu nguyện và suy tư về hình ảnh của Ngài. Mỗi tỉnh dòng được khuyến khích yêu cầu một hoặc hai người trẻ thực hiện một thông điệp video ngắn tối đa 2 phút về cuộc đời và những lời dạy của Thánh Francisco Sale hoặc về Hoa Thiêng 2022 của cha bề trên cả được truyền cảm hứng từ châm ngôn của vị Thánh Phùng Savoyat là mọi thứ vì tình yêu không gì vì ép buộc. Ở cấp tỉnh, những người trẻ sẽ được khuyến khích vẽ những bức tranh hoặc bức họa lấy cảm hứng từ Thánh Francisco Sales hoặc Hoa Thiêng 2022. Tất cả những sáng kiến này cũng sẽ được chia sẻ trên mạng xã hội với hashtag SYM 400. Cầu mong sự diệu hiền của vị Thánh mà chúng ta tôn vinh sẽ khơi dậy tình yêu nơi những người trẻ tuổi. Kết luận của những người tổ chức sự kiện. Lịch phụng vụ Sa trong tháng Giêng với nhiều lễ kính các vị thánh trong gia đình Sa Lê Trong tu hội SDB, tháng 1 được coi là tháng xe vì không chỉ kính nhớ Đông Bosco, đấng sáng lập mà còn nhiều vị thánh khác, đặc biệt là thánh Francisco sale danh hiệu chính thức được Đông Bosco chọn cho tu hội. Theo lịch phụng vụ xe trong tháng Giêng, gia đình Sa Lê sẽ cử hành phụng vụ tôn kính các vị thánh sau đây. Ngày 8 tháng 1, kính nhớ chân phước Titus Zeman, Ngài là một tu sĩ SDB gốc Slovakia tiệp khắc. Ngày 15 tháng 1, kính nhớ chân phước Louis Variara, Ngài là học sinh của Don Bosco tại nguyện xã Vandoko. được Thánh Trai Joan Folo II đã tôn phong Ngài lên bậc chân phước vào ngày 14 tháng 4 năm 2002. Ngày 22 tháng 1, kính nhớ chân phước Laura Vicuña. Laura Vicuña sinh ngày 5 tháng 4 năm 1891. Người gốc Chile, Ngài là học sinh của các sơ FMA tại Argentina. Laura Vicuña đã qua đời khi được hơn 13 tuổi. Ngài được Đức Thánh Cha Doan Phô II tuyên phong chân phước vào ngày 3 tháng 9 năm 1988. Ngày 24 tháng 1, Kính Thánh Francisco Sale là danh hiệu và cũng là bổn mạng của tu hội Sale Thánh Francisco Sale được mệnh danh là vị tiến sĩ Đức Ái và cha Thánh Joan Bosco cũng đã chọn linh đạo của Thánh Francisco Sale làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình. Đông Bosco thành lập một hội dòng và một gia đình mang tên Sale vì mong muốn các con cái của mình luôn sống tinh thần đức ái mục tử theo gương thánh Francisco Sale. Đặc biệt, năm nay kỷ niệm 400 năm ngày thánh nhân qua đời, năm 1622 đến năm 2022, cha bề trên cả Agen Fernandez Atime cũng được gợi hứng từ linh đạo đức ái của thánh Francisco Sale và đã ban hành hoa thiêng năm 2022 với chủ đề Hãy làm tất cả vì tình yêu, chứ đừng làm điều gì vì ép buộc. Ngày 30 tháng 1, kính nhớ chân phước Bronislaw Małkiewicz, vị thánh lập tu hội Tổng Lãnh Thiên thần Micae. Cha Bronislaw sinh ngày 13 tháng 7 năm 1842 tại Ba Lan. Ngày 31 tháng 1, kính thánh Joan Bosco là cha, là thầy và bạn của giới trẻ. Don Bosco là vị thánh của giới trẻ. Ngài đã sáng lập tu hội Thánh Francisco Sale, còn được gọi là tu hội Salesian Don Bosco, SDB, cùng với dòng con Đức Mẹ phù hộ FMA và Hiệp hội Cộng tác viên Selegian ASC. Đồng Bosco sinh ngày 16 tháng 8 năm 1815 và qua đời ngày 31 tháng 1 năm 1888. Có một nét đặc thù nơi vị thánh, đó là ngài khởi xướng khoa sư phạm giáo dục với tên gọi hệ thống dự phòng, đặt nền tảng trên ba trụ cột căn bản, lý trí, tôn giáo và lòng thương mến. Với phương pháp này, Đồng Bosco trở nên bậc thầy và là gương mẫu của các nhà giáo dục. Hiện nay, tu hội SDB có 14.114 tu sĩ, bao gồm 118 giám mục và 443 tập sinh, theo dữ liệu thống kê cuối năm 2020. Hội dòng hiện đang làm việc trên 134 quốc gia, chia thành 90 tỉnh dòng, và là hội dòng có số tập sinh đông nhất trong số các dòng tu nam. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các thông tin trên website của dòng xe lê riêng Đông Bosco Việt Nam tại sdb.vn hoặc website tiếng Anh của vùng Đông Á, Châu Đại Dương, bosco.link hoặc website thông tin của tu hội xe lê riêng infoans.org. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục điểm tin của kênh truyền thông xe riêng tuần sau.